Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tháo dỡ toàn bộ rào chắn, hoàn trả mặt đường Lương Định Của và một đoạn đường Trần Não, thành phố Thủ Đức để xe cộ đi lại. Lý do vì dự án nâng cấp tuyến đường này thi công 6 năm chưa xong, việc tồn tại rào chắn giữa đường gây cản trở ùn tắc giao thông. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công lắp đặt giải phân cách tim đường Lương Định Của, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Trần Não để thay thế hàng rào hiện hữu. Đồng thời, thanh tra sở tiến hành kiểm tra hiện trường toàn bộ dự án nâng cấp đường Lương Định Của và yêu cầu khắc phục toàn bộ các bất cập về biển báo, vạch sơn, rào chắn, vệ sinh mặt đường. Tháng 4 năm 2015, dự án nâng cấp mở rộng đường Lương Định Của dài gần 2,5 km được khởi công với kinh phí đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Tuyến đường được mở rộng lên thành 30 m cho 6 làn xe nhưng chậm tiến độ nhiều năm, đến nay vẫn chưa thi công xong.